Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi. Và lần này thì chúng ta sẽ tiếp tục khui rương mốc gia tạo 4.000 nha năm. Đấy anh em ơi, hiện tại bây giờ thì ở trong lần này thì Khải mở dùm cho anh Tùng với 20 rương mốc gia tạo 4.000. Đó, giờ cất này vào rương ngay. Cất này vào rương ngay rồi, ok. Mốc gia tạo 4k, liệu lần này sẽ ra cái gì? Anh em cùng hóng trong video này nha em ơi. Đừng quên để lại một like, chia sẻ, ủng hộ chơi anh em ơi. Nghe chưa? Ra bờ đại lý à? Ok. Bờ đại lý ngay chỗ lấy mật sầu á. Ok, bờ núi đại lý đi. Anh em xem anh em ơi, vừa rồi thì Khải mới đi đổi thêm bịch may mắn rồi anh em ơi. Đây, may mắn vòng tay này, may mắn vòng tay với lại quá tử đại tiếp tục. Rồi, xếp may mắn của Khải đây là định quắc, xếp định quắc rồi, không nói rồi. Định quắc. Rồi, xếp may mắn là 6, 5 là 11. Rồi, dưới này 25. Này 25 nữa là 561. Này 25 này, 25 là 50. Dưới này 5, dưới này 6 là 61. 61 dưới này là 5 nữa là 66 nha năm. Và ở lần 66 may mắn này và cũng cắn full may mắn nè em ơi. Bắt đầu cắn may mắn nè. Cắn này. Đó khui nè. Khui. Anh em đang xem đừng quên để lại một like cho xem hồi cho anh em ơi. Và khui. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, chúng ta cùng xem thử ra món đồ vậy anh em ơi. Tại chúng ta cùng xem ra món đồ gì. Hiện tại ở lần khui này thì hơn 20 rương thì tương đương khoảng tầm 50 kim. 50 kim anh em nhân lên giá ở server thì 50 kim nhân cho giá 67 giá của Adder thì hiện tại là hết cái lần này hết 3.3 triệu. Hết 3.3 triệu, liệu ra món gì? Nhân hiệp cốt. Cho 3 nhân hiệp cốt cái gì đó. Tiếp tục em ơi. 1, 2, 3. Một dây chuyền. Đồ không biết cái gì không? Ôi bao tay thường quá. Tiếp tục. Vui em ơi. 1. Chua, toàn đường quốc thôi em ơi. Tại một giá trị, không biết giá trị đồng bang giá trị gì đây. Không biết giá trị đồng bang hay giá trị đồng bang em ơi. Bà tay đường quốc. Rồi này, tiếp tục lá rương. Tiếp tục lá rương em ơi. Anh em đang xem đừng quên cho một like, chia sẻ, ủng hộ cho em ơi. Rồi chúng ta đã mở hơn chục rương. Rồi chúng ta tiếp theo không biết giá trị đồng bang hay giá gì đây. Rồi còn 5 rương. Chặt rương quá. Giờ anh em tháp Lâm An nè. Ok. Chúng ta qua tháp Lâm An. Đồ gia truyền này anh chị ăn ban là ngon luôn em. Không biết gia truyền ăn ban hay nhu tình đây. Thấy nó sáng sáng rồi em ơi. Đồ sáng sáng này thì thiệt sự nếu mà nhân vật nữ thì nhìn vào là 3, 4 gia truyền hiệp cốt. 4 cái nhẫn hiệp cốt rồi nè. Nếu mà ăn ban nó đã sáng rồi. Nếu mà ăn ban thì cái nhẫn thời nhận họ này nó đã sáng rồi nè. Không phải nhận họ đâu, không phải nhận họ ăn bàn. Biết ăn bàn như gì anh em ơi. Anh em có xem like thì không biết là trên cái tần số thế giới bán ăn bàn hay như gì cũng không biết anh em ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua bên khu vực này. Biết chuyện ăn bàn như gì anh em. Rồi, khui. Một nè. Khui. Anh em để ý dòng bên tay trái vậy nè. Lại một nhẫn nữa. Á, à, toàn nhẫn hiệp cốt này mà. Lần này thì với mốc 4k giả tạo thì nó vẫn là cái rương định quốc ăn ban nhu tình nè. Định quốc ăn ban nhu tình. Mà nó vẫn có hiệp cốt luôn. Ảo thiệt sự luôn nè. Ảo thiệt sự luôn nè. Đồ, nhẫn nhu tình, nhẫn nhu tình. Đúng rồi, hình xui mà nam. Một gia truyền nữa. Đồ, không phải gia ăn ba hay gì đây. Gia truyền nữa nè. Đủ sân. Một nhẫn nhu tình nữa. Đồ sân thùng nhẫn nhu tình quá vậy. Một nhẫn hiệp cốt. Một nhẫn nhu tình. Đâu, tính ra là một bao tay đỉnh quắc anh em. Lấy thêm nữa. Lấy về thành đô. Bốn rừng cuối nè em ơi. Khả chưa khui là món gì nha anh em. Ok, qua chỗ ông Thiếu Lâm chủ trì
xin vài món ăn ban em, thực sự ăn ban rất là khó luôn em ơi. Để mà nói thì mỗi hàng ngàn rương thì mới ra được một rương đó. Rồi chúng ta mở tiếp 4 rương cuối cùng. Và Tây Trường Quốc thì thu được hơn 1 kim, 1 triệu thôi nè, vẫn lỗ. Nếu ra dây bao đang bằng cái đỉnh quốc đó như thế nào không biết. Tiếp tục là do nhu tình nữa nè. Tiếp tục do nhu tình nữa, vãi lên. Một áo gì đây? Ôi, một áo đỉnh quốc, ngon. Ôi ngon ngon ngon. Rồi ngon ngon. Ồ, anh em có thấy giới ăn ban nào anh em? Không biết. Không biết. Ủa, nó không thông báo thế giới hả? Không không không. Ấy da, mà ra ra là cơ hội ăn ban. Nè nè, anh với em vừa rồi tính đúng không anh em? 20 rương là tương đương anh Tùng bỏ ra hết 3,4 triệu mà thu lại một bao tay đỉnh quốc bèo lắm được 1 triệu này. Ngập bỏ nhu tình bèo lắm được 1 triệu nữa được 2 triệu đó. Giờ áo đỉnh quốc như thế nào đây? Anh quốc 50 anh Tùng. Em nói cái ngay ngay bỏ tình. Rồi 4 cái dây ăn ban nữa đây anh em. Đó. Rồi khui. Ngọc bộ hiệp cốt của tôi đâu? 4 dây ăn ban. Đầu rồi mình khui khui cái đáng giá nhất là ăn ban đây nè. Thôi thôi giờ mình áo đường quốc này, áo đường quốc 50 nè. 50 anh em ơi. 47. Ok. Về bờ 47 được được được. Được. 47 về bờ. 47 là 48 là anh đẹp được. Rồi không lỗi anh Tùng ơi. Em mong sao không lỗ được, em sợ lỗ thôi. Không lỗ nha. Áo này bèo lắm hơn 1 triệu anh em. Đó. Rồi khui. Cái bao tay cũng đẹp đẹp ngay cũng hơn 1 triệu nữa rồi. Ôi trời. Ôi trời ơi. Thôi xong, không khắc cực phẩm được nữa anh Tùng nó. Lại được nữa. Bao tay 50 anh em ơi. Anh em sao không? Cái quan trọng là nó cái mốc 50 anh em. Chứ 49 48 vứt cũng như 40 thôi. Đó. Trời ơi. Rồi, quá đẹp luôn em ơi, biết ăn ban cái gì em ơi. Đồ kiểu này ngon dữ ta. Rồi, anh Tùng vô bờ nữa anh em. Những món này món hiếm server, nhiều anh em Bảo Khải nói này ngáo này nọ. Thực sự anh em cứ vào server S8 Phật Sơn Ký Sử, trang chủ game Công Thành Chiến Sư .net. Anh em vào server xem thử được bao nhiêu người mang đủ xét định quốc anh em. Đó, nhiều khi bao tay này thiệt tự là không khác cái bao tay cực phẩm. Và đỡ sở hữu một bao tay cực phẩm là nằm giá phải hơn 4-5 triệu, có thể là 6 triệu một bao tay. Thì bao tay này bèo lắm được nửa giá. Đó. Ngon. Hay, cái ngọc bội 25 cái nữa về bờ ơi. 25 anh em ơi, 25. Ui xưa. Rồi, bán 1 tiếng luôn, 1 tiếng mua nhiều bán nhanh lên trên la luôn Tùng ơi. Ủa, anh nói em xài nhu tình chứ. Đúng rồi. Đúng rồi, em xài nhu tình làm gì. Rồi, tiếp theo 4 giây ăn ban em à, 4 giây ăn ban em ơi. Ăn ban. Nó sáng là em ghiền lắm luôn em, thiệt sự là lúc nãy mà mấy cái nhẫn này mà nó sáng á là thiệt sự em mong ăn ban, nhẫn ăn ban thì thiệt sự nó không sáng. Rồi một cái ăn ban làm chậm 37. Đó, ăn ban làm chậm 37. Ui. Ăn ban làm chậm 31. Đó. Đâu, hai ăn ban em ơi. Ăn ban cái nó húp luôn. Ăn ban làm chậm 39. Đó. Ăn ban làm chậm 40. Ăn ngay. Đó, phải hai vòng rồi đó. Rồi, ăn ban làm chậm 31 anh em ơi. Thực sự là thu được 3 món chung là cũng ngăn đỡ nó bán ra chứ cũng hòa vố nè, không lộ mấy. Hơn bao tay 50 về bờ anh em ơi. Ngọc bòi min đâu đâu thì Ngọc bòi này 25 là về cũng được hơn 2 triệu rồi. Bòi này min quá. Liên hệ với lại, liên hệ với Ngọc bòi của cậu ba. À được, một cái ngọc, một cái nhu tình 24. Có cộng không? Cộng máu hay trừ máu? Rồi, cộng 40 của em. Rồi em, ok. Cái tiếp 40 theo ơi. Tiếp theo 26 em cái 40, 40,191. Rồi, toàn ra. Ok, em ơi, hiện tại thì được một dây chuyền nhu tình. Đó, 40. Đồ đồng bọn xin hả? Cho đi chứ đỡ làm gì đâu. Có một cái 40 mà cả anh. Ờ cái một cái 40 anh ơi. Ok. Rồi em ơi, nhanh luôn, qua giùm anh thành đồ bắn ngựa, dây chuyền đẹp ấy. Khải cũng định xài mà thôi, đỡ em xài đi. Lực cao luôn. Anh có cái 40 rồi mà. 40 mà sinh lực có 130 mấy, không sao. Đâu, tính ra thì với 20 rương thì tương đương 2 kim 5 thì hết 50 kim. 50 kim mà đỡ mà bán lại thì cũng hên không lỗ nè, không lỗ được. Không lỗ được nè. Đồ, bao tay này phải rao tiếp tục bao tay này mới được. Như áo này luôn. Anh Tùng cái áo Gammy nó sinh lực như anh Tùng ơi. Thay qua áo này cũng ngon này. Sinh lực 166. Ừ. À. Bằng nhau em ạ. Bằng nhau ok.
Rồi, có thêm cái áo này thì đủ set hiệp, đủ thêm một set đỉnh quốc nữa. Rồi, hiểu vấn đề. À ok. Đó, cho thằng em trong bang xài nè. Võ đang đúng không? Võ đang xài đó đẹp vậy. Chân lực cao. Mở ra áo bao nhiêu thế? Áo 48. Áo à, áo 3 triệu. Áo 3 triệu. Ồ, hàng độc mà anh server làm gì có đâu anh em, thực sự luôn, trả giá được bán. Đó, mình cầm đồ là mình không có ngại anh em. Đồ, bao tay này cũng về bờ luôn em ơi. Quá đẹp. Cái của anh quá chín. Đó, cái anh 40, cái giá trị anh 40. Đây, sẽ đồ anh đây. 48. Mình cá được vào việc. Hạch bán cả set 12 triệu. Có cả set luôn nha anh em. À, 48 mà không ngon người anh em, 46 bước shop. Đạt 47 mà 46 shop. Là 46 shop luôn anh em cho lệ. Người biết chơi là người ta sẽ biết nè. Server này giá cả. Đây cho anh em xem hiệp cốt khỏi. Rồi anh sau video này anh Nam có muốn về bờ cái set hiệp cốt mắt hộp không? Ra luôn cho lệ luôn. Anh Tùng ngồi đó. Đây Ngọc Bội à? Hiệp cốt mắt luôn à? Thì đã nói đưa anh set mắt luôn nhưng Ngọc Bội làm gì? Bán cả set luôn nhưng Ngọc Bội anh đi tìm anh xin lại á. Nè nguyên set mắt này tính ra là bán Ngọc Bội thôi. Còn mấy cái này cho mà anh đó 24 cho. Áo này thiệt sự con hai kim cũng tương đối như cho luôn. Rồi cái áo nó cho luôn. Đó chủ yếu bán Ngọc Bội đều đủ set rồi chứ. Đó nè. Trời ơi Ngọc Bội bao nhiêu? Nói với anh Tùng này em nói đó. Được thì anh lấy. Con chịu mấy quá rẻ đủ set chạy. Đỡ cho anh em lên đồ mạnh chứ giờ đồ giữ nhiều cũng vậy. Bán lần cho anh em xài. Nói chung bán trong bàn mà có giá đó. Còn bán ra ngoài không có giá mà hiểu nghị này nọ đâu nè. Anh em hiểu rồi. Hiểu ý Tùng rồi. Hiểu ý Khải rồi. Bán ra ngoài nó khác. Bán ra ngoài ai bán giá rẻ làm gì. Rồi ai đang chơi nhu tình thì lấy nhẫn 24 này nè. Thiệt sự là quá đẹp nè mày. Áo 48 đủ set luôn. Đây rồi sao mà ghi cho anh em xem.